Ngày 30 tháng 7, tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh diễn ra Ngày hội Nông dân Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2024 với chủ đề Nông dân Phụ nữ Thanh niên Tây Ninh tự tin khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Ngày hội thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, hội viên có nhu cầu khởi sự kinh doanh tham gia. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi để các doanh nghiệp, nông dân, phụ nữ và thanh niên đam mê khởi nghiệp, được gặp gỡ, giao lưu học tập và chia sẻ kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực, đồng thời tìm kiếm và nâng cao công nghệ thời đại 4.0 trong cộng đồng, cũng như quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, các sản phẩm ô cốp của địa phương. Nhằm mục đích để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội nông dân, hội các cấp và đoàn viên, hội viên hiểu được cái tinh thần về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và qua đó sẽ tham gia mạnh mẽ các phong trào đổi mới khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, góp phần sẽ tạo nên nhiều nhân tố mới, nhiều gương tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức hội, cán bộ hội, nhất là cán bộ hội các cấp được nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cũng như là phương pháp vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Rồi từ đó chị em sẽ vận dụng một cách hiệu quả cái công việc này vào tình hình thực tế địa phương của mình. Qua đó góp phần nâng cao cái uy tín cũng như là chất lượng của tổ chức hội, thu hút ngày càng đông đảo hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội và sinh hoạt hội. Trong khuôn khổ ngày hội, với 32 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm khởi nghiệp như trái cây, gạo, muối ớt, rượu, bánh tráng, các gian hàng đã giới thiệu những sản phẩm tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời tuyên truyền những lợi ích việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động khởi nghiệp, góp phần mở rộng thị trường, đưa nhiều sản phẩm của địa phương đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cũng là ngay chỗ hàng năm, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa, nhất là cái trưng bày các sản phẩm do nông dân làm ra. Đây là một phần để quảng bá, đồng thời để cái chỗ nông dân càng ngày với các đoàn và thanh niên và hội phụ nữ càng ngày là ngay cái chỗ phấn khởi, nhất là cái sản phẩm được các hội biểu dương ngày hôm nay. Ngày hội Nông dân Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2024 không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp kinh doanh, phát triển kinh tế, mà còn tăng cường kết nối, giới thiệu quảng bá, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến cộng đồng.